Tập 3. Đây là áo khoác của anh, tôi đã giặt sạch, ủi phẳng rồi. Cảm ơn cô. Với cả đây là mấy món điểm tâm tôi tự tay làm cho anh đó. Cô khách sáo quá rồi. Tôi nên làm thôi. Anh Hàn, anh ở chung cư Yamato đúng không? Vâng, tôi cũng sống ở đó. Vậy à? Chắc là ở ngay tầng dưới anh. Đáng lẽ ra nên gửi cho anh từ tối, nhưng mà sợ quấy rầy anh. Tư liệu của phòng cơ mật phải lấy từ chỗ của cô đúng không? Vâng. Lúc nãy bộ trưởng Nakamura đã dặn dò qua điện thoại rồi. Anh Hàn à, đây là báo tân kinh của hôm nay. Cảm ơn. Vậy tôi đi trước nha. Quán trà Hương Mãn Viên mời nhân vật đánh rơi một chùm chìa khóa. Sao lại là chú? Tóc bạc rồi, râu cũng bạc rồi, nhuộm phải không? Cậu nhóc, còn ho nữa không? Nếu tôi mà ho ra đạn thật thì e là chú cũng không có tâm trạng mà uống trà. À phải rồi, tôi nên gọi chú là chú cũ hay là chính quỷ ngô đây? Được rồi, được rồi. Cậu xem, năm đó cậu gặp nạn lớn mà không chết là tôi đã thấy cậu tà lắm rồi đó. Về sau nghe nói cậu phản bội, tôi cảm thấy có vấn đề. Mấy hôm trước lãnh đạo gọi tôi đến Tân Kinh gặp một người quen cũ, tôi đoán chính là cậu. Cũng may không làm cho chú thất vọng. Rành con, tôi không nhìn nhầm cậu. Tiếc là lúc tỉnh ủy Mãn Châu bị bãi bỏ, tôi vẫn đang ở bên Nhật. Phải rồi, tỉnh ủy Lâm thời tới giờ có còn liên lạc với Trung ương Đảng nữa hay không? Cậu cũng biết môi trường ở Đông Bắc trước giờ luôn khó khăn phức tạp, nhưng mà chúng tôi chưa bao giờ từ bỏ việc liên lạc với Trung ương Đảng. Cho nên bây giờ chỉ có thể hợp tác với Liên Xô. Hợp tác với Diễn Đông Quân của Liên Xô là để cố tìm cái chung. Dù sao cũng còn thuộc phe chủ nghĩa cộng sản. Đảng ủy cấp trên cử tôi xuống đây liên hệ trực tiếp với cậu, mục đích là để bảo vệ cho cậu. Tôi liên lạc với chú bằng cách nào đây? Đây chính là một cứ điểm của chúng ta. Cậu cho tôi số điện thoại, lúc nào tìm cậu thì điện thoại reo 3 tiếng. Cậu đến kho hàng phía đông để tìm tôi. Cho hỏi cô chủ Đàm sống ở đây đúng không? Tôi họ Đàm. Anh tìm tôi có việc gì sao? Chào cô chủ Đàm, tôi là nhân viên thu chi của kho hàng phía đông thành mới mở. Tôi nghe nói cô chủ Đàm là chủ của tiệm tạp hóa Đạt Quân. Chúng tôi mới đặt chân tới đây, mong cô chiếu cố cho. Đơn giản thôi, tôi cũng phải nhờ anh chiếu cố mà. Ông chủ kêu tôi gửi cái này cho cô, xem như tấm lòng nhỏ nhỏ của chúng tôi. Thế này làm sao tôi dám nhận? Cô xem, nếu mà cô không nhận thì là không coi trọng kho hàng của chúng tôi. Vậy được rồi, vậy thì tôi xin nhận, cảm ơn. Vẫn chưa biết quý tính của chủ các anh, để hôm nào tôi qua đá tạ. Chủ của chúng tôi họ Ngô, khẩu Thiên Ngô. Cẩn thận cẩn thận, hàng dễ dở đấy. Khiêng nhẹ đặt nhẹ thôi. Đi vào trong, đi vào trong. Được rồi, đi chậm thôi. Cô chủ Đàm,
Cô chủ Đàm, chào anh, sao mà hôm nay cô lại rảnh ghé thăm vậy? Có quà có lại thôi, hôm nay tôi mang cho chủ các anh ít quà gặp mặt đi. Cô khách sáo quá. Vậy mời cô đi theo tôi, mời qua bên này. Tiếm Tiêu, sao mà hôm nay yên ắng quá vậy? Hưng Quốc đi học rồi, chị dâu của cậu đi đến kho hàng mới khai trương gửi quà đáp lễ cho người ta. Còn chị của cậu thì tất nhiên là đến xưởng phim Mãn Châu. Không ngờ nhà hậu quan mình lại có một nữ hán gia. Cái cậu nhóc này, ngủ một giấc yên có được không? Mặc dù chị của cậu đóng phim cho người Nhật là không đúng, nhưng mà vẫn tốt hơn cậu suốt ngày gây rắc rối cho gia đình. Thiếm Tiêu, thiếm không có hiểu đâu. Sao lại là tôi suốt ngày gây rắc rối cho gia đình? Như tôi là kháng Nhật yêu nước. Anh Phương à, con cá to quá. Cảm ơn, cảm ơn. Cho tiểu toàn tắm bổ. Tôi đi nấu ngay đây. Chú Khôn. Chú mua cá cho cháu sao? Ừ. Cá sống à? Sống. Ngã chết à? Vẫn còn một hơi thở. Chú Khôn, chú đến để thăm cháu hay đến để thăm chị dâu của cháu? Lúc chú lấy đạn ra cho cháu, lẽ ra nên khoét sâu vào mới phải chứ. Cháu tốt bụng hỏi chú thôi. Thái độ gì vậy chứ? Đừng có tìm nữa. Chị dâu không có ở nhà đâu. Đi đâu rồi? Đi xem mắt rồi. Không thể nào. Chị dâu của cháu yêu anh trai của cháu như vậy sẽ không tái giá đâu. Chú cũng hiểu chị dâu của cháu quá. Chị dâu của cháu cũng là một người số khổ. Từ nhỏ đã mồ côi, lớn lên khó khăn lắm mới gặp được anh cả cháu. Thì vừa qua cửa đã phải ở quá rồi. Thì thoảng cháu thức giấc thấy chị ấy ngồi một mình trong sân, thẫn thờ ở cái máy ảnh. Chị dâu nói đó là vật kỷ niệm duy nhất của anh cháu để lại. Vậy tại sao cô ấy không rửa số ảnh đó ra? Cái đó thì cháu không biết. Chú tự hỏi chị ấy xem. Máy ảnh để ở đâu? Trong chiếc hòm ở trong phòng chị ấy. Ông chủ à, có khách à? Đây là cô chủ Đàm của tiệm tạp hóa Đạt Quân. Chú Cửu, Tử Quân. Chú Cửu, sao lại là chú chứ? Cháu vẫn nhận ra chú Cửu hay sao? Tất nhiên rồi. Sao mà cháu lại đến Tân Kinh? Pha trà đi, để chú cháu chúng tôi ôn lại chuyện cũ. Dân ạ, à, ngồi đi, ngồi đi. Tử Quân à, suốt bao nhiêu năm qua không gặp, cháu thay đổi quá. Chú Cửu à, chú cũng đã già rồi. Không già mà được hay sao? Chớp mắt một cái đã bao nhiêu năm trôi qua. Cái năm mà người Nhật đốt nông trại dâu tằm của chúng ta, chú còn tưởng cháu. Nông trại dâu tằm đó là cháu đốt đó. Cháu đốt hay sao? Cháu không muốn để lại nó cho người Nhật. Chú Cửu à, không nhắc lại nữa, đã qua lâu lắm rồi mà. Thấy chú được bình an là tốt. Đúng rồi, không nói nữa, bình an thì tốt. Chú mà không đến Tân Kinh làm ăn thì thật không biết bao giờ chú cháu ta mới được gặp nhau. Mọi việc ở nhà vẫn ổn chứ? Vẫn ổn à? Chú Cửu à, chú không biết phải không? Cháu có con trai rồi đấy. Bao nhiêu tuổi rồi? 7 tuổi. 7 tuổi. Có từ cái năm cậu cháu mất ở trấn Lục Doanh phải không?
Vậy ba của thằng bé cũng đến đây sao? Bảy năm trước, anh ấy vì cứu cháu mà chết ở cây cầu biên giới rồi. Là cậu Quan mà cháu kể đúng hay không? Dân à, bao nhiêu năm rồi, chắc chắn cháu đã phải chịu đựng không ít cực khổ. Không có gì đâu, đều vượt qua hết rồi mà. May sao bây giờ có một tiệm tạp hóa, có thể miễn cưỡng nuôi gia đình được. Chú Cửu à, khi nào rảnh cháu đưa con trai đến thăm chú nha. Nó thú vị lắm, rất thông minh. Thôi đừng, để chú đi thăm thằng bé. Dân, vậy chú Cửu à, cháu xin phép, chú cứ làm việc của mình trước đi. Tiệm của cháu không thể không có người trông. Được rồi, Tử Quân à, cháu đừng quên, sau này có chuyện gì thì cứ đến tìm chú Cửu nghe chưa. Tử Quân à, cháu đừng quên, nhất định phải đến tìm chú Cửu đó. Cháu biết rồi, cháu cảm ơn chú. Chú cứ làm việc của mình đi, cháu về nha. Đến kho hàng phía Đông Thành. Anh đang làm gì đó? Em bảo chú Khôn động vào đồ của chị làm gì? Đồ gì ạ? Cái hòm của chị. Dù có phải em bảo chú Khôn động vào không, chị cũng không nên nổi cáu như vậy. Hơn nữa, chú ấy chỉ muốn tìm cái máy ảnh của chị thôi. Tìm máy ảnh của chị làm gì? Giúp chị rửa anh cưới ra chứ gì. Chị nhắc lại một lần nữa, sau này không ai được động vào cái hòm của chị hết. Nếu ai dám động vào đó, chị liều mạng với người đó đó. Làm sao không biết nữa. Sao lại dừng xe lại? Chẳng phải đến kho hàng phía đông hay sao? Chú Cửu, sao lại là chú? Tình hình cấp bách, không kịp gọi cậu đến kho hàng đâu. Có chuyện gì vậy? Cậu phải di chuyển ngay. Di chuyển? Tại sao vậy? Tôi bị lộ rồi hay sao? Bây giờ chỉ có thể nói tân kinh rất không an toàn. Cậu buộc phải di chuyển ngay. Tôi tốn bao nhiêu công sức mới về được tân kinh. Bây giờ công việc chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Tôi không đi đâu. Tôi không đi đâu hết. Cậu rất quan trọng với chúng tôi. Cậu buộc phải đi ngay. Phần việc của cậu tôi sẽ bố trí cho đồng chí khác thay thế. Chú nghĩ ở sở điều tra đường sắt Nam Mãn Châu là một nơi có thể tự do ra vào hay sao? Họ vừa mới dẹp tan nghi ngờ với tôi. Tôi mà đi chẳng phải lộ tẩy hay sao? Kế hoạch suốt bao nhiêu năm nay chẳng phải công cốc hết. Bảo cậu đi thì cứ đi đi. Gì mà lôi thôi quá vậy? Trừ khi chú cho tôi một lý do có thể thuyết phục được. Đi. Cô chủ Đàm. Cô chủ Đàm à? Cô chủ Đàm. Cô chủ Đàm, cô không thể giả vờ không nhận ra tôi được chứ. Chào anh Lý. Sắp đến cuối tháng rồi. Tiền nhà năm nay lẽ ra cô phải nộp từ 2 tháng trước rồi đấy. Anh Lý à, xin lỗi anh.
Anh xem, có thể nới cho vài ngày được không? Lại đòi nới nữa. Mặt bằng đó của tôi không thiếu người thuê. Tử Quân, chú Cửu, quái là Đàm Tử Quân mà. Cậu không phải là quan Úc Đạt? Đúng, đúng, tôi là Hàn Sơn. Tôi là chủ nhiệm trung tâm tình báo Diễn Đông của sở điều tra đường sắt Nam Mãn Châu. Tôi đi cứu cô ấy thì làm sao? Làm sao hả? Cậu nhìn lại cậu đi, có còn là Hàn Sơn nữa hay không? Nếu cậu muốn bọn họ chết thì cứ xuống đi. Chỗ này chỉ đủ tiền nhà cho một tháng. Cuối tháng tôi lại quay lại đây. Tôi tiết lộ cho cậu một chút. Tử Quân đến Tân Kinh, cả tổ chức và tôi đều không biết. Đây là sự thay đổi nằm ngoài kế hoạch. Sự thay đổi này sẽ chỉ khiến cho cậu bại lộ thân phận quan Úc Đạt thôi. Chú Cửu, chú có tin tôi hay không? Trong nhiệm vụ của cậu không có cái tên Đàm Tử Quân này. Cậu buộc phải thề với danh nghĩa Đảng Cộng sản. Trong lúc chấp hành nhiệm vụ, tuyệt đối không được vì tình cảm riêng mà để lộ thân phận của mình. Chỉ cần cậu hoàn thành nhiệm vụ thì tôi sẽ thu xếp cho cậu rời khỏi Tân Kinh ngay. Lại nhớ về đại thiếu gia nữa hay sao? Nếu năm xưa Úc Đạt không quay lại lấy chiếc máy ảnh này thì anh ấy cũng đã không rời xa tôi. Úc Đạt thiếu gia thương cô thôi mà. Chẳng phải trong này có ảnh cưới của cô và cậu Úc Đạt hay sao? Cô chỉ cần nhờ cậu Phương rửa ra cho cô là được mà. Tử Quân, anh Phương à, sao cô lại đến đây? Mau vào nhà ngồi đi. Dạ thôi anh Phương, tôi thấy anh khá quan tâm đến chiếc máy ảnh này. Anh có thể xem giùm tôi không? Xem thì không dám. Đây là máy ảnh Leica năm 1921 của Đức. Cả thế giới chỉ có 150 chiếc. Và anh xem nó giá trị bao nhiêu tiền. Sao vậy? Cô định bán nó hay sao? Dân, tôi không nắm rõ về thị trường bây giờ lắm. Tôi lo bị người ở tiệm cầm đồ lừa. Món đồ giá trị như thế này đem cầm thì tiếc lắm. Phải rồi, nhưng để ở nhà cũng chẳng để làm gì. Hơn nữa, bây giờ gia đình đang cần tiền gấp. Anh xem nó có giá trị bao nhiêu. Cô muốn bán bao nhiêu? 700-800 có được không? Thế này đi,
Tôi đưa cô 1.000 luôn. Không cần, không cần. Chị ít hả? Không phải chị ít. Không phải mà. Anh đã giúp đỡ tôi nhiều lắm rồi. Vậy cô cũng phải cho tôi được hời một lần chứ. Là sao ạ? Mấy ảnh thương hiệu này bây giờ rất hiếm trên thị trường. Hơn nữa tiệm chụp ảnh của tôi cũng cần dùng đến. Nhưng mà tôi... Thôi được rồi, đừng nhân nữa. Tôi viết giấy nợ cho cô. Để chừng nào cô dư giả hẳn chuột về. Đi thôi. Không cần đâu, vậy tôi về trước nha. Tử Quân à, trong này có phim, có cần tôi rửa ra không? Vậy thì làm phiền anh nha. Tử Quân. Anh Phương à, sao vậy? Vừa nãy quên hỏi cô, sau này Tiểu Toàn dự định thế nào? Cô đã nghĩ đến chưa? Pháp luật Mãn Châu quy định nam giới buộc phải đi nghĩa vụ quân sự 3 năm. Tiểu Toàn thế nào cũng quyết không đi. Thằng bé lớn rồi, quả thật tôi cũng cảm thấy hơi bất lực. Không biết nó sẽ còn gây họa gì nữa đây. Ở Mãn Châu có rất nhiều đứa trẻ như cậu ấy. Tôi thì lại thấy cậu ấy nên vào trường quân sự đi. Học viện lục quân của Mãn Châu. Đúng, trường quân đội của Nhật. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Tôi thì không mong nó trải qua trăm trận. Tôi chỉ mong nó có thể sống yên ả qua ngày. Nhưng mà thời buổi này cũng chỉ còn cách này thôi. Anh Phương à, vẫn phải phiền anh chịu khó khai thông cho nó. Không thành vấn đề, cứ giao cho tôi. Vậy thì cảm ơn anh. Ừ, vậy thôi tôi về nha. Anh Phương à,
Đây là cái gì thế? Chu Lệ nhờ người kiếm được ít thuốc chữa vết thương do đạn. Cảm ơn anh. Ảnh rửa xong rồi hay sao? Rửa xong rồi. Chỉ có một bức là có chút vấn đề thôi. Số khác đều ở đây. Có phải tôi không nên rửa nó ra hay không? Không đâu. Không sao hết. Xin lỗi anh Phương. Tôi... Mẹ Hưng Quốc, chú Cửu đến rồi. Chú Cửu, tôi nói cô không khỏe, đang nghỉ ngơi. Chú Cửu nói là tìm cô có việc. Tôi không sao rồi. Tiếp mau gọi chú ấy vào đi. Xin mời chú Cửu. Chú Cửu. Tử Quân, chú mau ngồi đi. Mời chú dùng trà. Cảm ơn. Thím Tiêu à, thím cứ ra ngoài trước đi. Chú Cửu, chú tìm cháu có chuyện gì không? Cháu cầm lấy cái này đi. Thế này là ý gì chứ? Lúc chú mua nhà ở núi Bách Giá đã vay cậu cháu 270 đồng bạc. Nhưng mà không lâu sau, cậu của cháu đã không còn nữa. Số tiền này chú không biết phải trả như thế nào. Sao mà cháu không biết chuyện đó vậy? Cháu làm việc ở Phụng Thiên, làm sao biết những chuyện đó được? Hôm nay gặp được cháu, chú cũng trút được bầu tâm sự rồi. Cậu của cháu mất rồi, vậy cháu nhận thay đi. Nhưng mà chú Cửu à, cháu thật sự không biết chuyện đó mà. Hơn nữa, đến một tờ giấy nào cũng không có. Sao mà cháu có thể? Không sao, chú Cửu tin tưởng cháu mà. Nhưng mà chú Cửu, cháu đừng có từ chối. Hồi chú ở núi Bách Giá phải nhờ cậy cậu của cháu rất nhiều. Nếu cháu mà không nhận số tiền này thì chú không yên tâm được đâu. Kho hàng của chú mới hoạt động chưa được bao lâu, cũng chưa dư giả gì hết. Tạm gửi cháu ngần này. Số còn lại cho chú thêm thời gian. Chị dâu, thím Tiêu, Kỳ Kỳ về rồi hay sao? Nhà đang có khách ạ. Chú Cửu, cháu giới thiệu với chú, đây là em chồng của cháu, Quan Úc Kỳ. Kỳ Kỳ, đây là chú Cửu bên nhà ngoại của chị. Cháu chào chú Cửu. Được rồi, cô bé cao ráo quá. Đều nhờ công của chị dâu cháu hết đó. Kỳ Kỳ à, em đi đâu vậy hả? Mới mua hay sao? Có đẹp không chị? Chị dâu à, em kể chị nghe, từ hôm nay em đã là diễn viên chính thức của xưởng phim Mãn Châu rồi. Cháu phải tháng sau mới thông báo hay sao? Chị chưa đọc báo hay sao? Giám đốc nói phải xúc tiến tuyên truyền văn hóa, thúc đẩy giải trí đại chúng, tăng vốn đầu tư 9 triệu cho xưởng phim. Cho nên em đi làm sớm. À phải rồi chị dâu, đây là quà biếu chị và thím Tiêu, còn đây là quà của Tiểu Toàn. Chú Cửu à, chú cứ ngồi chơi nha. Tiểu Toàn, Tiểu Toàn à, Tử Quân à, bên nhà chồng của cháu còn có những ai vậy? Ngoài Kỳ Kỳ ra, còn có em trai của Út Đạt, Tiểu Toàn và cả thím Tiêu lúc nãy. Tuy chỉ là người làm thôi, nhưng bây giờ chúng cháu là người nhà với nhau. Vậy Quan lão gia và phu nhân thì sao? Đã mất ngay trong ngày Phụng Thiên bị chiếm đóng rồi. Mọi chuyện cứ như mơ vậy. Nếu như không có Hưng Quốc thì cháu cũng không biết mình có thể vượt qua những năm qua được không.
Hôm qua tôi đã ghé nhà cô ấy, đưa cho cô ấy một khoản tiền. Cảm ơn. Là quyết định của tổ chức, tôi chỉ làm theo thôi. Tổ chức có chỉ thị rồi hay sao? Vẫn chưa. Nhưng mà tôi nghĩ tổ chức chắc chắn sẽ yêu cầu một trong hai người rời khỏi Tân Kinh. Tôi không đi. Tôi biết. Hôm qua tôi định khuyên cô ấy rời khỏi Tân Kinh, nhưng mà thấy cô ấy chăm lo cho cả gia đình như vậy, sống trong căn nhà cũ của cậu cô ấy, tôi thật sự không thể mở lời được. Cả gia đình, em gái của cậu, em trai của cậu, người làm của cậu, thím Tiêu, dĩ nhiên còn cả con trai của hai người, tên là Hưng Quốc. Hưng Quốc, gia đình này vẫn còn. Nhưng quan Úc Đạt lại không còn nữa. Tôi hiểu mà. Chú Cửu à, tôi hiểu ý chú. Chú cứ yên tâm đi, tôi sẽ không để lộ thân phận của mình đâu. Tôi cũng chứng kiến Tử Quân từ nhỏ đến lớn, cũng không ngờ cô ấy là một cô gái chịu cực giỏi như vậy. Sau khi ba của cậu qua đời, cô ấy đã dẫn theo cả nhà đến Tân Kinh. Ba tôi chết như thế nào vậy? Tối hôm đạo quân Quan Đông chiếm đóng Phụng Thiên, bị nổ chết. Nếu như không hề xảy ra những chuyện đó, liệu bây giờ sẽ như thế nào chứ?
Cho một chai martini. Chỉ có Suntory của Nhật thôi. Tôi muốn mở Trubert. Ở đây chỉ mở nhà của Nhật thôi. Lũ Gina. Cậu nói cái gì cơ? Lũ Gina. Khốn nạn. Tôi muốn nghe nhạc của Trubert. Được. Bật nhạc đi. Chủ nhiệm hàng, người mà anh vừa đánh đập là công nhân đế quốc Nhật Bản chúng tôi đấy. Vậy sao? Vậy sao? Đây thực sự là một hiểu lầm thôi. Dừng tay. Anh Hàng Sơn, tôi biết anh được điều từ tổng bộ dẫn đầu tới. Tôi cũng biết anh rất được coi trọng ở đó. Nhưng đây là thiên hạ của đường sắt Nam Mãn Châu. Tôi khuyên anh nên bớt lại đi. Người Nhật các anh và người Liên Xô đánh trận trên lãnh thổ của Trung Quốc. Tôi mất cả gia đình rồi. Tôi tìm ai mà nói lý đây? Ai giúp được tôi? Keiko, em và anh Hàng sống trong cùng một chung cư. Từ đây về sau, em hãy chiếu cố anh ấy, chịu khó giúp đỡ cho anh ấy. Ngồi xuống, uống rượu với tôi. Bộ trưởng, ngồi đi. Chỉ có vậy thôi sao? Dân, ngoài nghe nhạc ra, hình như anh ta không còn việc gì khác hết. Đôi khi ngay cả lúc ngủ cũng bật máy nghe nhạc. Hơn nữa con chỉ nghe đúng một bài. Cây bồ đề của Schubert. Hoàng tộc của Mãn Châu cũng có gu âm nhạc đấy chứ. Nhất định phải giám sát thật chặt nhất cử nhất động của Hàng Sơn. Ở sở điều tra, ngoài anh và Yamada ra, chỉ có anh ta có chức vụ cao nhất. Tại sao còn phải giám sát anh ta vậy?
Đây không phải là giám sát, mà là thẩm tra nội bộ của bộ phận tình báo. Em có hiểu không? Cục diện của Mãn Châu bây giờ là nam có Dương Tịnh Vũ, bắc có Triệu Thượng Chí, hơn nữa Liên Xô và Nhật giằng co đã lâu, mãi không chịu thừa nhận sự tồn tại của Mãn Châu. Biên giới Mãn Châu và Liên Xô kéo dài ngàn dặm, băng qua hai con sông biên giới là sông Amur và sông Ussuri, tương đối dễ dàng. Bây giờ đóng quân ở biên giới có Hồng Thất Quân và quân đội của Ủy ban Nhân dân, tư liệu trong tay mọi người. Tôi nghĩ là mọi người đều đã xem rồi. Dựa vào một hai sư đoàn và quân đội biên phòng của Mãn Châu muốn xung đột quân sự ở biên giới, tôi nghĩ cũng chỉ như gãi ngứa mà thôi. Tôi thấy chưa chắc đâu. Anh Hàn đã đánh giá thấp năng lực của quân đội biên phòng Mãn Châu rồi.